Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày chủ nhật rồi. Thì cũng như lần đầu tiên, em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha, một miếng cà phê. Chà. Ngon á. Rồi vậy đó đủ rồi, ba hớp thôi các bạn. Là phải ngưng. Tại vì còn đang bệnh thì cái sức khỏe hiện tại của em thì và có một vị khán giả nói sao nhìn sắc mặt cũng xuống quá, sức khỏe như nhìn không có ổn. Thì thực sự là gì không có ổn đâu các bạn, thì tới đâu hay tới đó. Cuộc đời mà tất cả đều là cõi tạm vô thường cả. Mình sống được 10 năm thì đỡ 10 năm, 20 năm đỡ 20 năm, sống được một ngày đỡ một ngày. Nói chung là tốt nhất là mình phải biết quý lấy những cái thời gian mà mình đang có hiện tại. Nên tới đâu thì tới thôi các bạn. Thì tuy rằng sức khỏe không có khỏe nhưng mà cũng hãy làm một cái video clip cho các bạn xem hàng ngày để mà chia sẻ những cái cập nhật những cái thông tin thường ngày xảy ra như thế nào. Tại vì có rất là nhiều người cũng theo dõi mỗi ngày được hình thành một cái thói quen. Rồi lỡ như một ngày nào đó mà em không có đăng lên mỗi cái clip nữa thì chắc các bạn cũng đã biết rồi. Cuộc đời mình không thể nào mình nói trước được. Nó tới thì nó tới, nó đi thì nó cũng đã đi. Cho nên người ta có cái câu là nếu là phước thì không phải họa, mà nếu như là quả thì không thể nào mà tránh. Buồn hả các bạn? Uống miếng nữa. Nha. Em uống cái nước này tốt lắm nè các bạn. Hôm qua em có hỏi Wendy cái nước này uống tốt không? Wendy nói cái này là electrolyte, nước này lọc lại là tốt nè. Hôm nay thì các bạn cũng nói chung là ngày hôm qua là báo chí rồi đã đăng sùm về cái sự việc của ông Võ Hoàng Uyên cũng như là bà Nguyễn Phương Hằng. Thì các bạn cũng đã thấy hết rồi phải không? Để em hôm nay thì em đặt lại cho cái bài báo cho các bạn xem về cái sự việc mà 173 tỷ gì của bà Nguyễn Phương Hằng đó các bạn. Thì trong đây nó rất là nhiều tờ báo đăng về vụ 183 tỷ là tự nguyện bà Nguyễn Phương Hằng đưa cho ông Võ Hoàng Yên, chứ không phải là lừa đảo, không phải là chiếm đoạt gì cả. Thì thôi bây giờ mình đọc báo pháp luật nha. Báo pháp luật đây. Tại nhiều tờ báo đăng quá cho nên bây giờ mình đọc tờ báo pháp luật đi. Ok, em xin đọc theo dựa theo cái tờ báo của pháp luật nha. Bà Phương Hằng cho ông Võ Hoàng Yên hơn 183 tỷ đồng. Cơ quan điều tra mới thông tin. Đến nay, không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng mà giao tiền. Cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 71, còn trẻ gì hả, cư trú phường Bến Nghé, quận 1, tố giác ông Võ Hoàng Yên, sinh năm 75, như vậy là ông Võ Hoàng Yên này nhỏ tuổi hơn bà Nguyễn Phương Hằng, cư trú xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, cùng đồng bọn có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung đơn, ông Võ Hoàng Yên giới thiệu là lương y đang hoạt động khám chữa bệnh, biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện, nên bà Hằng đã tự nguyện cho ông Yên 183 tỷ đồng. Trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt, không có giấy tờ và người chứng kiến.
trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt không có giấy tờ và người chứng kiến, để ông Yên trả nợ và xây dựng, sửa chữa chùa, làm từ thiện. Sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc từ thiện, nên đã làm đơn tố cáo. Đơn vị chức năng tiến hành điều tra và xác định, đến nay không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng mà giao tiền. Cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp, gian dối nhằm chiếm đoạt. Do đó, việc bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu tội phạm. Ngày 3 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, ngày 10 tháng 1 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ đúng pháp luật. Đã, các bạn thấy không? Tức là trước đó, cái vụ lùm xùm giữa ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng này cách đây chắc cũng gần một năm rồi. Thì em không nhớ rõ vào thời điểm nào. Chắc có lẽ là tháng 3, tháng 4 thì năm 2021. Chắc chưa được một năm đâu các bạn. Em không nhớ rõ thời gian. Thì lúc đó cái chuyện lùm xùm ra là bà Nguyễn Phương Hằng này lên tố cáo ông Võ Hoàng Yên là chiếm đoạt tài sản, lừa gạt tiền từ thiện của bà và không có làm theo quy định. Thì bây giờ các bạn cũng thấy rồi, báo chí, cả công an cũng đã đưa ra cái quyết định đó là không có truy tố ông Võ Hoàng Yên nữa. Tức là ông Võ Hoàng Yên là không có dấu hiệu lợi dụng, không có dấu hiệu lừa gạt của bà Hằng. Cho nên tất cả bà Hằng nói về ông Yên đều là vu khống cả. Cho nên cái tội này không có bị truy cố và đã bỏ đi cái đơn tố cáo này. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, cái lời nói của bà Hằng không có thể nào chứng minh được là sự thật. Cho nên lúc đó bà Hằng cũng mạnh miệng lắm, tố cáo dữ lắm. Nhưng bây giờ các bạn cũng đã thấy sáng tỏ rồi. Thì cái sự việc mà ông thầy Võ Hoàng Yên này trị bệnh đó, không phải là ai trị cũng trị một lần cũng đều hết đâu các bạn. Khi mà mình trị đó thì phải điều trị nhiều lần, chứ không phải một lần mà hết. Nếu như một lần mà hết đó thì là thánh thần rồi. Nhưng mà cũng tùy nha, nếu như bệnh nhẹ có thể trị một lần mà hết. Nhưng mà cái mà tàn tật hay là chỉnh xương hay này nọ đó, mình phải về mình luyện theo cái cách của ông thầy hay là đệ tử của thầy chỉ cách lại nữa. Nên mình phải tập theo như vậy thì mình mới hết được cái bệnh. Bất cứ ai cũng vậy, bác sĩ giỏi cách mấy đi nữa, cũng trong đó cứu 100 người cũng phải có vài người sơ sót, chứ không thể nào mà trị được hết. Cho nên các bạn cũng thấy những cái thông tin mà bà Hằng đưa lên đều là không có đúng sự thật cả. Rồi cái vụ mà anh Hoài Linh cũng được Minh Oan theo sau cái vụ mà ăn trận từ thiện đó các bạn, thì các bạn cũng thấy rõ rồi đó. Tất cả đều là không có đúng sự thật. Để em coi đọc lại cái bài báo đó cho các bạn biết nha. Hoài Linh mà được Minh Oan đó các bạn. Không biết là cái giờ cái bài đó là cái bài cái bài Minh Oan Hoài Linh tái xuất. Hoài Linh tái xuất thì là mới đây. Tuổi Trẻ, tin tức online, mấy cái chữ mà tin tức online hay này nè ha, tin tức 24 giờ nguy hiểm lắm các bạn. Thì mình đọc những cái tờ báo nào mà nó chính thức đó các bạn biết không? Thì bây giờ tin tức được kiện hình ảnh mới nhất được Minh Oan. Ok, em đang tìm những cái tờ báo mà phải nói là chính thống. Molly Star cười Tuổi Trẻ. Ok, nó có một cái bài sau khi được Minh Oan từ thiện, Hoài Linh chính thức tái xuất. Ok, vậy anh đọc cái bài báo
bài báo của pháp luật luôn nha các bạn. Thì các bạn thử nhìn vào cái tờ báo pháp luật này đây. Em đang xin đọc về cái sự việc nha. Sau khi được minh oan vụ từ thiện, Hoài Linh chính thức tái xuất showbiz. Khởi động năm 2022, Hoài Linh chính thức tái xuất sau thời gian dài ở ẩn vì vướng phải lùm xùm từ thiện. Trong những ngày đầu năm 2022, khán giả lại được dịp xôn xao trước thông tin nghệ sĩ Hoài Linh chính thức trở lại showbiz. Cụ thể, một tấm poster cho tác phẩm mà nam nghệ sĩ góp mặt đã được đăng tải trên mạng xã hội. Và người đăng tấm hình này chính là chị Khánh Vương, đại diện một trung tâm ca nhạc tại Việt Nam. Chị viết, có một sự tự hào không nhỏ, trân trọng. Đó, cái này là cái báo này đã, cái lúc đầu đã nói là sau khi anh Hoài Linh được minh oan thì anh đã tái xuất lại trong cái show diễn đầu tiên là cái tuần cách đây chừng gần 2 tuần vừa qua. Cho nên các bạn cũng thấy đó, nhiều việc sợ từ thiện, nhiều việc của bà Hằng nói đó không có chính xác nha các bạn. Theo thông tin trên tấm poster, đây là sản phẩm của Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ được ra mắt trong ngày 7 tháng 1 tới. Ngoài Hoài Linh, tác phẩm lần này còn có sự góp mặt của đàn em thân thiết Việt Hương, diễn viên Khương Ngọc, Hồng Trang, Huỳnh Tiến Khoa. Bài đăng ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi thấy nghệ sĩ Hoài Linh tái xuất sau một thời gian dài ẩn. Đó các bạn thấy không? Thì tất cả đều được sáng tỏ hết. Anh Hoài Linh cũng được minh oan về cái vụ mà từ thiện. Thì cả anh Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy. Hình như là anh Đàm Vĩnh Hưng hiện tại là đang ở Việt Nam. Thì phải đem xem lại coi, hình như là em thấy ảnh livestream ở Việt Nam đó các bạn, về tới Việt Nam rồi. Có phải hay không? Là ảnh tháng 2 tới này, sắp tới này ảnh sẽ có một cái show ở bên Mỹ tiếp nha các bạn, ở Morongo. Đúng rồi, cái ảnh livestream là 2 tiếng trước chợ Tết đêm. Nó đám đứa này lên cho các bạn xem. Đây là anh, cái này là cái fanpage của cái Facebook, fanpage của anh Đàm Vĩnh Hưng nha. Nó có dấu tích xanh là vậy, rồi mình ấn vô đây. Đây là cái lúc mà ảnh livestream. Thì Tết đến rồi. Để xem coi cái anh đó, giờ là anh đang ở Việt Nam rồi các bạn. Mày phá hơn. Đó. Hiện tại anh đang ở Việt Nam. Ăn cá thu đạm nhiều lắm á, ăn cá thu đạm nhiều lắm biển mày. Chơi chữ. Mày nghe tao, mày nghe mày hát rồi. Nè nè. Đó, thì hiện tại anh Đàm Vĩnh Hưng đang ở Việt Nam. Thì cách đây 2 tiếng thì em thấy anh livestream ở trên Facebook cùng với anh Vũ Hà. Tại vì anh Vũ Hà là ở Việt Nam, cho nên lúc mà cái này xác định được là anh đang ở Việt Nam rồi nha các bạn. Và có một lần bà Hằng nói rằng đó là nếu như anh Hưng đi Mỹ được diễn á, thì bà sẽ đi bằng đầu gói. Rồi cuối cùng thì bà cũng thất bại. Không những anh Hưng đi diễn, đi qua Mỹ diễn được nhiều show, mà lại về lại Việt Nam bình an, an toàn đó các bạn. Cho nên những cái gì mà bà bị chuyện đưa ra đó đều đều bị coi như là vu khống hết nha các bạn. Cho nên các bạn cũng thấy đó là mọi cái sự việc nó tin nhắn lìa lịa luôn các bạn. Thì tí nữa em sẽ đọc sau. Thì các bạn cũng thấy đó là tất cả đều là chuyện, đều là phải nói là vu khống hết, không có thật. Thì gần đây nhất á, là bà Phương Hằng bà đến bà vu khống cho Thiền Am. Thì cái sự việc của mắc cười quá. Thì các bạn cũng thấy đó là cái sau này bà Phương Hằng cũng nghe lời bên ông Thắng, bà Mai cũng như Minh Tùng nói về sự việc của Tinh Thúc Online. Thì ai mà theo dõi lâu á thì cũng biết rằng là
Minh Tùng không có phải là con gì của thầy ông nội ông Lê Tùng Vân cả. Trời đất ơi. Thì các bạn cũng thấy đó là phân vân quá các bạn. Tự nhiên đang đấy có nhiều người nhắn tin quá cho nên nó bị mai mốt em quay clip chắc em tắt điện thoại quá. Thì nói chung nó tóm lại đó là gần đây nhất là bà Phương Hằng đã lên livestream. Không biết bà có điều tra cho kỹ chưa mà bà đi nghe lời của ông Thắng và bà Mai cũng như là Minh Tùng. Thì các bạn cũng thấy đó, ai cũng biết theo dõi sát từ mà cả năm nay đó thì cũng biết là Minh Tùng này đó là không phải là con của thầy ông nội. Thì Minh Tùng này đó là được bà Lê Thị Thu Vân nhận về nuôi. Và sau đó thì bà Lê Thị Thu Vân này mới nhờ thầy ông nội để mà đặt cái tên. Thì khi mà thầy ông nội mà đặt tên á, các bạn biết không, thì ai mà thầy ông nội đặt tên á cũng là Lê Thanh cả. Chẳng hạn như là những người mà trong Thiền Am á toàn là Lê Thanh không à. Chẳng hạn là Lê Thanh Pháp Lê Thanh Pháp Vương phải không? Lê Thanh Pháp Vương, Pháp Vương là Pháp Tâm phải không? Em quên rồi. Nói chung là cái tên trên khai sanh á là em không nhớ, mà chỉ nhớ là những cái mà pháp danh thôi, không phải pháp danh mà là cái nghệ danh, chẳng hạn Pháp Tâm rồi Minh Tâm chẳng hạn. Thì các bạn cũng thấy rằng là những người mà thầy ông nội đặt tên á là chẳng hạn như Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, rồi Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Huyền Chân, Lê Thanh Huyền Trang. Tất cả ai mà vô cái dòng của thầy ông nội Lê Tùng Vân á đều là Lê Thanh cả. Cho nên cái thời điểm mà Minh Tùng mà được bà Lê Thị Thu Vân á nhận về nuôi đó, thì lúc đó đó bà Lê Thị Thu Vân mới nhờ ông thầy ông nội ông Lê Tùng Vân đó là đặt cái tên cho Minh Tùng, đó là Lê Thanh Minh Tùng. Còn thêm một người nữa là bà Lê Thị Thu Vân nhận á, đó là mà cái người này em không nhớ tên, lúc trước tự nhiên đùng em quên tên. Cái người này đó là cũng đã được lúc đó lên nhận nuôi hai người, Minh Tùng và thêm hình như là Minh em quên tên rồi, nhưng mà cái người này đã chết rồi các bạn. Cái người mà nhận cùng một lượt với Minh Tùng nó đã chết rồi, em quên tên rồi, tự nhiên đùng cái em quên. Thì lúc này cái trí nhớ của em nó không có được tốt, cho nên các bạn cũng thấy đó, không phải là những cái lời mà Minh Tùng nói là sự thật đâu các bạn. Nhưng mà cái người mà được ông nội mà nhận nuôi mà có ở trong Thiền Am chính thức đó, đó chính là Lê Thanh Minh Tú. Thì các bạn cũng biết trên mạng xã hội đó là bây đấu đá nhau dữ lắm, Minh Tùng đấu đá Minh Tú dữ lắm. Thì Minh Tú đó mới là người mà được ông nội nhận chính thức nha các bạn, chứ không phải là Minh Tùng. Minh Tùng không có một ngày nào mà ở trong Thiền Am cả. Cái năm mà hình như là năm hắn ta là 15, 16 tuổi gì đó là đã bị bắt về cái tội hình như là trộm cướp hay gì đó, em quên rồi. Thì nói chung là có bị ở tù mấy năm rồi sau đó được thả ra. Thì lúc đó đó là cái người mà được sinh nuôi chung với lại Minh Tùng đó, người đó cũng đi quậy lắm và cũng bị người ta đánh chết. Thì cái chuyện đó xảy ra rất là lâu rồi, em không có nhớ là cái người đó tên gì. Lúc trước em có làm clip, em có nói về cái tên người đó mà tự nhiên đùng cái em quên. Thì các bạn cũng thấy là những cái sự việc mà ông Thắng nói rồi bà Mai nói hay này nọ chưa chắc là sự thật. Chẳng hạn như là bà Mai bà cũng sau khi mà Diễm My mà lên mạng để nộp đơn cái tố cáo đó các bạn, thì bà Mai bà cũng lên tiếng là bà nói rằng là từ nay ông Thắng bà Mai cũng nói rằng từ nay là sẽ từ luôn Diễm My. Các bạn thấy không? Cho nên Diễm My chỉ là một cái cớ thôi. Thì không biết ở trong đây nó có cái video clip đó không? Cái video clip mà từ Diễm My đó các bạn. Em coi. Em nhiều quá, em chưa có lục lại hết. Thì nói chung là không có thời gian để mà làm lại những cái video đó. Thì những cái lời mà Diễm My mà lần đầu tiên xuất hiện trong cái video clip đó các bạn, thì Diễm My cũng có nói đó là ông Thắng đã cấu kết với lại công an, với lại chính quyền huyện Đức Hòa đó, đã hợp tác với nhau để mà đưa Thiền Am đi cách ly, cưỡng chế cách ly đó các bạn. Thì Diễm My cũng có nói cái phần đó. Thì các bạn không biết còn nhớ hay không, trong đây thì em không có thấy cái đoạn video đó, chắc là trong cái điện thoại kia. Nói chung là những cái tài liệu mà em lưu lại rất là nhiều. À hình như cái này đây, để em coi phải không nha. Cho cộng đồng mạng biết đó, là Diễm My đã vào tháng mấy, và
đó cũng không phải, cũng tương tự như cái đó, cũng là cái clip đó luôn, nhưng mà cắt ra để coi cái này phải không nha. Cái này cũng không phải. Cái đó cũng không phải, thì nó cũng gần đó thôi các bạn. À, để em lục lại cái phần đó để coi cái khúc nào mà ông Thắng bà Mai đã lên tiếng từ bỏ đi Diễm My nha các bạn. Thì các bạn đã xem qua thì các bạn cũng thấy rồi, và những cái lời Diễm My nói đó đều là sự thật cả. Chẳng hạn như Diễm My nói là bị nhốt chừng 7-8 tháng gì đó, mấy tháng chờ trong phòng đó, là cái chìa khóa đó là chỉ có hơn một chiều thôi, tức là bên ngoài mở được mà bên trong mở ra không được, và cái buồng tắm của Diễm My đó cũng bị đập phá, thì các bạn cũng nghe đó, tất cả đều là sự thật. Còn cái này em coi cái này là gì đây, cái đó không phải. Còn có một cái đoạn video clip mà Diễm My nói rằng đó là ông Thắng có một cái có một phần, cái phần mà Diễm My nói là bên cũng như là ông Thắng cấu kết với lại công an để mà cưỡng chế cách ly đó các bạn. Em đi để em tìm cái phần đó như coi như thế nào nha, không biết có trong đây hay không. Thì nói chung nếu như không có đó thì em sẽ làm một cái clip khác để cho các bạn xem, khi mà em chuẩn bị đầy đủ hết rồi đó thì sẽ cho các bạn xem như thế nào. Nói chung là đủ thứ hết. Này không biết có phải cái này không nha. Cũng là do ba tôi làm thôi. Chính ba tôi đã bày ra ông Đinh Thanh Hải để lấy cái cớ mà bắt cả thì ra đi cách ly. Lúc tôi còn bị nhốt, tôi ở trên phòng mà tôi nghe ba với mẹ ở dưới bàn tính bày ra cái trò Covid để bắt cả thì ra đi cách ly. Đó các bạn nghe chưa? Thì cái khúc này là Diễm My lúc mà trốn thoát được cái nhà rồi đó, thì Diễm My mới lên tiếng nói là ông Thắng đã cấu kết và thuê người vào liên lục, và trong đó có chó nghiệp vụ nữa nha các bạn. Thì các bạn cũng thấy nếu như ai chưa tin mà cái khúc mà cách ly mà có chó nghiệp vụ á, thì em có cái đoạn clip này cho các bạn nghe nha, có chó nghiệp vụ đàng hoàng nhé. Đây các bạn coi kỹ nha, đó chó nghiệp vụ đó các bạn. Đó là những con chó nghiệp vụ dẫn vô Thiền Am đấy bạn, các bạn xem lại nha. Đó, khúc này là vào tháng 7 ngày 20, hình như là ngày 2 tháng 7 ngày 25 năm 2020, thì cả Thiền Am đều bị đi cách ly. Bị cưỡng chế cách ly đó các bạn. Họ dẫn chó nghiệp vụ vào để mà tìm coi có Diễm My trong đó hay không. Thì Diễm My cũng đã nói rồi là tôi không có ở đó thì làm gì mà dẫn tôi vào như vậy. Thì các bạn cũng thấy là Diễm My nói tất cả đều là sự thật nha. Để coi cái phần này có phải là ông Thắng từ không nha. Để coi coi. Đây, đây là cái phần mà ông Thắng bà Mai từ Diễm My nha các bạn. Các bạn nghe kỹ nha. Sau khi mà Diễm My lên cái đoạn clip mà tố cáo ông Thắng đó, các bạn nghe nha, cho nên ông Thắng đã sợ quá và cha ông Thắng bà Mai đã lên tiếng từ bỏ Diễm My, các bạn nghe nha. Diễm My, tôi cũng có lời nhắn nhủ và chia sẻ đến anh em cộng đồng mạng trong nước ngoài nước. Kể từ giờ ra đi là tôi chính thức từ bỏ con gái của tôi. Đó. Đó các bạn thấy rồi chưa? Cái phần đó đó là cái phần mà ông Thắng bà Mai nói là từ đây trở đi sẽ từ bỏ Diễm My
Các bạn thấy chưa? Cho nên sau khi mà Diễm My làm đơn tố cáo đó, thì ông Thắng lại lên clip, ông Thắng và Mai lên clip này nói rằng là từ bỏ Diễm My luôn. Thì các bạn cũng thấy những lời Diễm My nói là sự thật cả, phải không? Cho nên những cái gì mà ở trên cộng đồng mạng nói về tỉnh thất bồng lai đó, thì ai mà sao theo dõi sát luôn á mới biết được. Chứ các bạn thấy đó, cái ngày mà cách ly xong đó là tháng 7 ngày 25 tới tháng ngày, và sau đó một ngày đó thì bên Thiền Am đều tất cả đều bị lấy máu. Thì đi khi mà ai mà xét nghiệm mà Covid đó, thì có ai mà lấy máu đâu các bạn. Cho nên lúc đó đó họ đã lấy máu của mấy thầy. Sorry các bạn nha, hồi nãy em nói tới cái vụ mà tỉnh thất bồng lai bị cách ly và lấy máu, thì cái máy nó nóng quá thì nó lại tắt. Thì các bạn cũng thấy cái hình này đây, là cái hình lúc mà cách ly bị lấy máu đây các bạn. Cách ly thì được bao nhiêu người mà bị lấy máu đây các bạn, thường thường lấy nước bọt quay miệng hoặc là trong mũi thôi, đó là thử những cái coi mình có bị gì không. Và lúc mà lấy máu này đó thì lấy trong cái chỗ mà cách ly, thì cái hình ảnh này đưa lên mạng là Nguyễn Sinh đưa lên. Cho nên các bạn cũng thấy đó, đó là cái sự cấu kết, là chính Diễm My cũng đã nói đó, là ông Thắng đã cấu kết để mà đưa mấy thầy đi cách ly. Chỉ có người bên trong cuộc mới có được những cái hình này thôi các bạn. Nếu như mà người ngoài cuộc mà không có phải là sao sắp xếp sẵn á, gài bẫy á, thì làm sao mà có những cái tấm Nguyễn Sinh mà có những cái tấm hình này. Các bạn thấy chưa? Thì các bạn cũng thấy rõ rồi đó, lời Diễm My nói đều là sự thật. Thì sau khi mà lấy máu này xong đó, thì ông Thắng có một cái đoạn ghi âm, ông nói chuyện với là một YouTuber, thì nói rằng đó là bên Thiền Am không, quả thật không có ai loạn lưng, cho nên không có bắt được. Thì bây giờ em sẽ cho các bạn nghe cái đoạn video, cái đoạn ghi âm đó lại nha. Em coi cái nằm đâu rồi. Ok, bây giờ các bạn nghe lại cái đoạn ghi âm đó nha. Em thì dùng tiền hợp tác với chính quyền xử lý cho cái nhờ cả cái đám Thiền Am nó là phải đi tù tới công an á, như sức dần á. Thì bây giờ á, cái sự thật là phải không lộ luôn. Thấy chưa các bạn? Lúc đầu đó họ muốn kế hoạch hại Thiền Am bằng cái cách mà loạn luân, cho nên bây giờ đã thất bại cái vụ loạn luân, tại vì thử máu không ra loạn luân. Thì sau này họ mới đây nhất là ngày tháng 1 ngày 3 Tây, thì họ là một cả trên 100 người công an đã tới Thiền Am, đã bắt đi 14 người và sau đó được thả về và giữ tạm giam 3 người vì cái tội mà cái gì đó. Thì để em coi cái tờ báo đó còn hay không, nó coi đằng tội gì. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi đó không, là bị tội gì rồi phải không? Để em coi thì bắt tạm giam 3 người đó các bạn. Để em coi là cái tội gì đây. Lúc này em mau quên lắm, nhưng mà mấy cái chuyện gần đây thì quên, mấy chuyện xa xưa thì còn nhớ. Ok, em xin đọc cho theo cái tờ báo này nha. Ba người tại tỉnh thất Bồng Lai bị bắt. Ba người tại tỉnh thất Bồng Lai bị tạm giam. Ông Lê Tùng Vân bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an huyện Đức Hòa khởi tố 4 bị can tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ hình sự luật. Đó. Thì ba người bị bắt đó là do cái đem lên chụp cái này đưa lên trên mạng cho các bạn xem. Về cái tội mà lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân quy định tại điều 331. Thì đó, thì lúc đầu đó là ông Thắng đã muốn về cái tội loạn luân là không được, các bạn cũng thấy rồi đó, là sự thật họ không loạn luân cho nên không có bắt được. Thì nãy các bạn cũng nghe cái đoạn ghi âm của ông Thắng đó, thế nên sau này họ họ làm cái gì đó thì không biết, nhưng mà họ cái ngày mà 3 Tây tháng 1 á, khoảng 3 Tây 4 Tây tháng 1 gì đó, là cả trên 100 người công an đã vào trong tỉnh thất Bồng Lai đã bắt đi và phán cho cái tội rằng đó là hồi nãy các bạn em vừa đọc em quên nữa rồi, đó là quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân quy định tại điều 331. Thì các bạn cũng thấy rồi đó. Bây giờ các bạn nghe lại cái đoạn ghi âm mà ông Thắng ông nói nha, tức là không có hại được, muốn cả Thiền Am đi tù. Bây giờ các bạn nghe lại nha. Em thì dùng tiền hợp tác với chính quyền, sẵn sàng dùng tiền. Thì bây giờ á,
đó, không lộn luôn. Đó, các bạn thấy không, không lận luôn, cho nên kế hoạch hại Thiền Am là không có thành, cho nên phải đổi qua kế hoạch khác thôi. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, vụ án của ông Võ Hoàng Yên đã được minh oan, thì bây giờ vụ án của Tỉnh Thất Bồng Lai sẽ ra sao thì từ từ các bạn sẽ biết. Cho nên cái gì nó cũng vậy, đây là cũng là cái một trong những cái bằng chứng mà cho các bạn nghe đó, là Diễm My đã nói lên sự thật rằng đó là ông Thắng đã cấu kết với lại công an để mà cưỡng chế cách ly, cái đó là xảy ra rồi thì các bạn cũng biết. Thì bây giờ ông Thắng cũng nói là sẵn sàng dùng tiền. Cái này là cũng cách đây gần cả năm rồi đó các bạn, cũng sẵn sàng dùng tiền để mà đưa tất cả Thiền Am đi vào tù. Cho nên các bạn cũng thấy tất cả đều là sắp xếp, sắp đặt cả. Cho nên hy vọng thời gian sau này là luật pháp sẽ vào cuộc để mà xác minh rằng là tất cả bên những người bên Thiền Am đều là vô tội. Khi mà nếu như mà bên Thiền Am được vô tội rồi đó, thì các bạn nghĩ sao, những cái người mà YouTuber đang chửi Thiền Am hay là đang vu khống Thiền Am thì sẽ như thế nào? Y hệt như cái của bà Hằng vậy đó, vu khống ông Võ Hoàng Yên, vu khống Hoài Linh, vu khống Đàm Vĩnh Hưng, vu khống Trấn Thành, vu khống rất là nhiều người. Cho nên các bạn thấy chưa, cho nên bây giờ những cái thông tin trên mạng rất là nguy hiểm, họ nói bất chấp cái gì họ cũng nói được hết nha các bạn. Cho nên các bạn cũng thấy sự thật nó đã rõ là ông Võ Hoàng Yên đã được minh oan, Hoài Linh đã được minh oan, thấy chưa? Tất cả đều được, không được minh oan, không có cái gì mà đúng theo cái lời của bà Hằng nói cả. Bây giờ chỉ chờ cái sự việc của Thiền Am cho pháp luật vào cuộc để mà điều tra xác minh rằng coi họ có bị ấy không. Thì những cái này đó là tại vì nhiều đơn tố cáo quá cho nên họ phải truy tố bên Thiền Am thôi. Cho nên tạm thời bắt ba người để mà tạm giam, đó là thầy Hoàng Nguyên, thầy Trùng Dương và thầy Nhất Nguyên. Thì các bạn cũng biết đó, thầy Nhất Nguyên với thầy Hoàng Nguyên á là cái gốc chánh của Thiền Am. Thì hai thầy này rất là giỏi, đã đào tạo ra những đứa bé, đã dạy cho những đứa bé đóng kịch, là những cái bài bản hát cũng hay nữa các bạn, những cái bài nhạc này nó là các thầy chế ra rất là hay. Cho nên hai cái người thầy Nhất Nguyên, thầy Hoàng Nguyên đó là chánh của Thiền Am, là cái trụ cột của Thiền Am, cho nên họ đã dẫn đi rồi. Thì không biết sau này thì Thiền Am sẽ sống như thế nào. Thì theo cái thông tin mà người hàng xóm nói lại đó, thì từ hồi mà công an, từ hồi mà cái vụ mà ba thầy bị bắt tới giờ đó là không có thấy các bé ra ngoài, tức là không có đi học được, và hình như là trên mạng cũng không có online được, chắc có lẽ là đã bị cúp, không có cho lên trên mạng hay sao đó, cho nên không có thấy ai online cả. Tất cả người trong Thiền Am không ai online, cả Facebook của tất cả mấy cô cũng không có, và tất cả cái gì mà về trên mạng thì mạng xã hội thì không thấy bên Thiền Am đăng cái gì cả. Cho nên có lẽ là đã bị cắt đi cái wifi, không cho xài, hoặc là không có được xài trên wifi. Cho nên cái thông tin mà các bé mà vẫn chưa đi học đó, thì cái đó là chính coi như xác định nha các bạn. Tại vì người hàng xóm không có thấy ai ra rào. Và tới hiện nay thì theo lời của hàng xóm cũng nói đó là vẫn còn người canh gác, không có cho đi đâu cả. Đi chợ cũng không được, muốn ăn cái gì đó thì họ mua đem tới cho bên trong Tỉnh Thất Bồng Lai thôi. Thì cái đó là cái tình hình mới nhất mà em cập nhật cho các bạn. Thì hy vọng trong tương lai pháp luật sẽ điều tra cho rõ ràng ra, làm sáng tỏ ra là coi bên Tỉnh Thất Bồng Lai có trục lợi, có về nước hay gì, hay theo cái đơn mà tố cáo của những người kia hay không. Mà những người tố cáo là ai? Là những người YouTuber đã từng đi vào trong Thiền Am, đã trao tiền cho Thiền Am, bây giờ đi ra ngoài để mà kiện. Đó chính là một cái bẫy mà họ đã sắp xếp sẵn hết tất cả nha các bạn. Tất cả đều là sắp đặt sẵn cả. Vài bữa nay em sẽ đưa cho các bạn coi những cái bằng chứng mà họ cấu kết với nhau như thế nào. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha. Em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp. Và nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký. Nhớ bấm like, bấm share nha. Sức khỏe em yếu rồi, không biết còn làm được clip ngày nào đỡ ngày nấy. Thôi em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.